ấy 10 điểm nhưng cô ấy bị cận thì cô ấy vẫn 10/10, chỉ là ánh nhìn của cô ấy chưa được 10/10 mà thôi. Và những nỗi khổ của cô gái 22 năm đồng cam cộng khổ với cặp kính là dù ở bất cứ đâu, thời tiết và trang phục gì thì vẫn phải đeo kính, nếu không đeo kính thì phải đeo lên thường xuyên khiến mắt mỏi và khô, thậm chí nhiều hôm gắn mãi không vào được, rất mất thời gian. Đã vậy đeo lên đi nắng gió còn bị khô và đau mắt không mở mắt được, bất tiện mỗi khi đi biển đi bơi là vẫn phải đeo kính, trời mưa tháo kính thì không thấy gì mà đeo kính thì cũng như không. Tần suất làm việc nhiều đồng nghĩa với việc đeo kính thường xuyên không chỉ ảnh hưởng đến mắt mà còn làm đau cả mũi và tai do chúng phải chịu sức nặng của kính. Làm việc ban đêm ảnh hưởng nhiều đến mắt và da, nhưng da có thể giữ lại được còn mắt thì không ngừng tăng độ. Vì đặc thù công việc của mình còn phải đeo thêm bộ đàm ở tai khiến tai của mình chịu phải sức nặng của kính và bộ đàm dẫn đến bị đau rát. Không những vậy, mình làm về thời trang nên mỗi khi trang điểm xong mà đeo kính vào sẽ làm hỏng lớp nền, vì sử dụng lên cận có màu thường xuyên gây nhiều bất tiện và tốn kém cho mình. Kính trở thành vật bất ly thân khi ra đường, có thể không mang túi, không mang điện thoại nhưng bắt buộc không bao giờ quên kính. Vậy để trở thành cô gái 10/10 với ánh nhìn 10/10 thì cùng tôi đi khám mắt xá cận ở bệnh viện mắt Sài Gòn nhé.